Hello anh em, lại là mình đây. Bữa nay mình cũng làm cái video này, thứ nhất là muốn tâm sự với lại anh em thợ cưa, thứ hai là chia sẻ cái những cái đam mê mà anh em nào chưa hiểu về máy cưa thì vô clip này xem. Người ta bỏ tiền ra người ta mua một cái con máy, máy này là ở dưới miền Tây gửi lên cho mình nha. Người ta bỏ tiền ra người ta mua một cái con máy á, là cả một gia tài của người ta chứ không phải là ít. Nhiều người nói chung là cái nghề cây này, nghề cưa này á, cũng có người về người khác, có anh em thì cũng có anh em rồi cũng khổ đi cưa mướn, rồi có nhiều anh em thì đam mê. Nó nhiều cái dạng lắm chứ không có riêng về một cái gì hết. Riêng cái anh em này á là mới quen biết mình đây thôi, nhưng mà có kết bạn Zalo với mình rồi theo dõi kênh của mình là từ đầu cho tới cuối luôn. Từ lúc mà mình lập nên cái sân chơi này là anh ta đã biết kênh của mình rồi ha. Mình cũng xin phép là không nói tên của anh ra luôn, mình chỉ làm clip thôi. Thì anh mới tâm sự á, là hoàn cảnh của anh vậy vậy vậy. Mình cũng thấy là nếu mà mình làm thợ, cái lương tâm mình nhắm mình giúp được thì mình giúp. Anh mua con máy này ở dưới khu vực Bến Tre là gửi người quen đi mua giùm. Người đó thì chỉ biết là máy mới, rồi về nổ máy rồi cưa thôi, cũng hết 6-7 triệu gì có con máy này. Nhưng mình nói thật ra nha, cái con máy này nó không tới đâu nha anh em. Nó nằm mức giá, nếu mà máy này thì mình không bán, mình chỉ bán có sên của nó thôi. Tại vì cái chất lượng của khu vực mình mà đi cưa, nói về con máy này là nó chịu không nổi nha anh em. Tại khu mình là cưa cao su, là cưa camat đúc đít, nói chung là cưa nhiều lắm, chỉ có dòng xì tiêu mới chịu nổi thôi. Nó có tiếng từ xưa giờ rồi. Còn riêng con máy này thì nó mới ra đây thì chất lượng nó không bằng, tiền nào của đó mà anh em ha. Đó. Rồi mới nhờ người ta mua con máy này về đi cưa để kiếm mưu sinh sống qua ngày thôi. Rồi sử dụng cũng mới à, anh em nhìn máy là máy cũng mới chứ không có cũ đâu, nó mới xài đây nè. Mà anh buồn, anh tâm sự, anh buồn. Anh mới ra cái tiệm đó, đó cũng quen, cũng là thân thiết gì với ảnh á, nói chung là khu vực dưới mình cũng có rành. Rồi ảnh mới pha rồi cưa xiết cái cây đó, nó hơi lớn, mới bị lúp bê đi. Rồi anh em đó mới nói là thôi bây giờ cũng chỗ quen biết không à, em sẽ thay cho anh một cái bích tông hàng tháo máy mà rin còn đẹp, là vô là cưa ok. Nói xin lỗi với lại anh em, rin còn đẹp thì định nghĩa được cái từ rin là nó như thế nào không? Sẵn đây anh cũng nhắn nhủ với em luôn nha, nếu mà em coi được cái clip của anh á thì em vô em coi lại em làm cái trách nhiệm của em đối với người thợ máy này, người thợ cưa cây này đúng hay là sai. Anh thì anh không muốn bóc phốt một ai hay là cái gì, nhưng mà cái gì nó đúng là cho ra đúng, cái gì sai là cho ra sai. Nhưng mà tại vì tình cảm giữa anh em là có trước có sau, giữa em với ảnh sao đó mà ảnh không cho anh nói tên em ra luôn, thành thử ra anh cũng xin bật giữ bí mật ha. Nhưng mà anh muốn gửi đến em, anh bức xúc, anh muốn gửi đến em đây. Rồi anh em trên cái cộng đồng mạng này rất là nhiều, người ta coi sẽ đánh giá được. Bản thân con máy này nó là tiền nào của đó là mình không nói rồi. Nếu em chấp nhận em thay đồ cho người ta, em nói riêng tháo máy là phải đúng riêng tháo máy, chứ mà như vậy là anh không chấp nhận. Cái bích tông này là cái bích tông lô, anh nói thẳng là cái bích tông lô mà nó còn bị sọc dừa nữa, làm sao mà anh cưa được? Vì gắn vô hơi hám gì, đúng không em? Đồng ý là em đã bo, đã ấy lợi rồi, thay bạc khác vô, nhưng nó không đủ hơi, cái đó là nói thiệt. Vì bản thân nó là trái lô ha, anh cũng chia sẻ cho em biết luôn, sọc dưa gì là nên bỏ, đừng làm vậy, thất đức lắm. Đây,
anh có một cái trái riêng, nó vậy nè, đúng ngày tin chưa? Riêng là nó phải có đóng logo cái tin như vậy. Nữa anh em mua máy cũng để ý, quỳnh này không bao giờ nói điêu, nói một là một, hai là hai, đó đúng hàng cái tin như vậy mới gọi là riêng. Cái này là hàng tháo máy, hàng theo máy, nhưng nó không còn đủ chất lượng để cho anh em đi khai thác, mình cũng tháo mình quăng ra luôn. Là lý do làm sao? Nó cũng có sọc dưa nhẹ, sọc dưa nhẹ thôi nha anh em. Đối với mấy chỗ khác người ta vẫn làm được đó, vẫn xài được đó, nhưng mà đối với mình như gì là mình không thích là mình quăng đó nha anh em. Họ có thể bán cái này lại mấy trăm ngàn đó, nhưng mà mình không thích, mình thà mình bỏ chứ mình không bao giờ gắn vô để lừa gạt anh em. Cái đó là cái lương tâm đạo đức nghề nghiệp của mình, mình nói thẳng trái này là trái riêng nha. Đó, tại vì em gắn cái trái này vô em cưa bình thường nổ máy được, nhưng khi nó nóng lên là nó sẽ không đủ hơi nha, siết cây lớn và mình trèo leo lên cây, một con máy mà hơi nó đầy đủ em giật một phát là nó sẽ nổ, nó kín nó sẽ nổ, và em cưa suốt không sao mà nó bị gì là nó sẽ đổ hơi. Anh nên nhớ kỹ điều đó, anh chia sẻ kinh nghiệm cho em luôn nha, không phải là anh chỉ em, nhưng mà anh muốn nói để cho em biết, chứ đừng có thấy giật nó vậy là xài được, thật chất nó không đúng đâu em. Trái gì mà chưa xài được nữa nè, vô rồi coi cho kỹ ha. Đúng hàng cái tin, hàng tháo máy, nhưng anh sẽ không bao giờ gắn, tại vì nó không đủ chất lượng. Anh không chơi như vậy, đồ của anh là phải cực cực và bịch bịch. Nói chung một con máy của anh có cũ đi thế nào đi chăng nữa, hơi hám vẫn đầy đủ, vẫn cho người ta đi khai thác bình thường. Bởi vì anh bán hàng là rất uy tín và chất lượng, chứ không phải mà nói điêu được. Rồi, em nói với ảnh là cái cây dên rin và cái lồng rin thì rất là mắc. Em nói cây dên mới nó nằm giá phải từ, bây giờ theo anh biết giá thị trường á, có chỗ bán 3 triệu mấy, có chỗ 4 triệu mấy, có thậm chí nó đẩy giá lên tới cả 5 triệu có, chứ không phải không có. Còn cái dên rin mà phần trăm gì em nói á, 2 triệu 2 là nó cũng không có nha em. Nếu em cần anh bán cho em, riêng em nếu chấp nhận có số điện thoại của anh, em cứ điện trực tiếp cho anh. Riêng em, anh bán một cây, quỳnh này nói được làm được, bán cho em một cây dinh riêng với mức giá 500 ngàn, còn khoảng 90%, 500 ngàn riêng em. Nếu mà em coi được cái clip này, điện trực tiếp cho anh, anh không nói tên ra, cái số điện thoại anh có ghi trên phần mô tả. Nếu đúng em cứ điện cho anh, để cho em biết cây dinh riêng là như thế nào, chứ em đừng có làm vậy, anh không thích. Riêng con máy này anh đã mở ra và anh xử lý lại hết. Bây giờ nó nổ rất là ngọt ngào, nó bên hình thức là bên ngoài nó là gì thôi, nhưng mà cái gọi là cái bên ngoài nó là gì, nhưng cái thể xác nó gì, nhưng mà cái linh hồn bên trong là đã đổi khác rồi nha, anh nói thẳng luôn. Cái trái á, anh gắn lại cho ảnh là trái này đúng hàng tin chưa, đó anh gắn cái mới đúng đội tin, dù cho nó mắc cỡ nào anh không cần biết, anh gắn đúng đội tin, giá cả anh không nói nha, tại vì con máy này nó ở xa gửi lên cho anh và người ta tin tưởng anh mới làm lại. Bây giờ thì cưa thì khỏi phải bàn, một chút anh nổ máy cho em nghe. Dên, nòng và trái sẵn đây em gửi đến anh luôn nha. Hồi bữa anh em mình thương lượng là em có nói với anh là một cum lê nó là nó giá bao nhiêu đó, đúng không? Trái là trái phần trăm, nhưng bây giờ em gắn cho anh cái mới luôn, tại anh ở quá xa. Hơn nữa, anh là fan của em và anh tâm sự, em hiểu được cái hoàn cảnh của anh, cưa một cái con máy mà mua về mà nó bị ấm mức như thế, em buồn lắm. Anh buồn dẫn đến anh không có đi cưa nữa ha. Rồi bây giờ máy của anh đã xong, bây giờ mình tiến hành mình test máy luôn cho anh nghe, rồi anh coi được cái clip này thì anh vô anh coi thử coi em làm gì có ổn không.
Nó bây giờ á, linh hồn thể xác là của Bosco cô, nhưng mà gen riêng, nòng riêng và trái riêng mới mình đã thay vô hoàn toàn. Bao nhiêu đây thì anh em trong ngày biết là nó khoảng bao nhiêu tiền, nhưng riêng mình, lương tâm đạo đức của mình, nghề nghiệp ha, là anh nói thẳng luôn, hồi bữa anh báo giá với em như vậy đúng không? Bây giờ rồi anh cũng hiểu cái hoàn cảnh của em bây giờ là đang rất là khó khăn luôn. Coi như cái phần kia á, là anh nói thẳng á, là anh tặng cho em một phần nửa số tiền luôn, ok không? Đó, anh làm clip này để anh chia sẻ mạnh luôn, anh tặng cho em phần nửa luôn, riêng em thôi nha em trai, tại vì hoàn cảnh của em là nó khác người ta. Rồi về dưới á, anh chúc em đi cưa đồ suôn sẻ, làm có thật nhiều tiền, và nữa em có tiền em mua một con máy ít tin cũ em xài, chứ không phải là xài con máy này nữa nghe em. Cái này thì nó xài cũng được một thời gian thôi, nhưng nó vẫn tốt hơn là cái con máy thùng mà em đập thùng cái thương hiệu này nha, anh nói thẳng luôn á. Anh đã độ lại rồi, nhưng mà xài thì cũng ok lắm, nhưng mà nó chỉ được thời gian thôi, chứ nó không được như cái hàng chánh hãng đâu nghe em. Tại vì nó còn ảnh hưởng lóc liếc đồ bên trong nữa. Bây giờ dù cho cái bộ ruột nó rin, nhưng mà mấy cái đó nó mỏng thì nó cũng một thời gian nó cũng sẽ ấy, nó cũng sẽ phá. Nhưng mà với điều kiện em đi cưa như em thì chắc cũng lâu lắm, chứ cũng không đến nỗi đâu. Tại vì em thay cái bộ ruột luôn cho em rồi. À, em trai, em coi được clip này thì em nhận máy rồi alo cho anh. Bye bye, chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em vào clip sau. Bye bye.